không hỏi mua thì có số không? Số không để tí em đưa cho. Dạ. Để em quay cái này xong rồi em đưa. Nằm trong máy mà không nhớ đâu. Chỉ cho bán rồi. Gọi số lấy hả? Dạ hồi bữa qua Tân Hồng bên quay bên á. Ông coi video ông thấy đó. Dạ. Phải không? Của ông Hoàng là 80-90 phải không? Ừ, VH 80-90. VH nghe. Dạ, đi bác á. Đồ quay này, em nói đầu này đầu gì gì nữa gì vậy? Nó nãy giờ rồi. Dạ. Lúc kéo lên á. Nói một tiếng em thấy gớm đậu á. Chứ sao giờ? Đầu này kêu đầu gì? Đầu Văn Đông, không biết đi mấy nè. 30. Văn Đông 30. 30, 33 bánh trắng lớn hơn phải không? Ừ. Dân Đông đầu Dân Đông 30. Ông đồng máy không đúng máy cho ông nữa. Đó tôi coi clip máy gì anh? Gì vậy? Đọc đồng máy gì? Nó đó. Này tiền gì? Mày này coi này đẹp trai coi ảnh. Ảnh quay nãy rồi mà anh đeo khẩu trang rồi. Ông mở gì cho ông? Ông mở khẩu trang cho. Trường. Cúi đầu xuống. Em có VH 80-90 đó. Nói em quay phim là không biết à. Ông tên gì? Tình Lộc nói em quay phim đó. Ờ, Lộc quay phim đó, em coi clip của nó. Hả? Nói anh ở bên này là không biết à. Ờ, em ở bên Tân Châu nè. Có gì qua đây rồi điện tính chưa nào qua đâu. Bữa nào gặp hỏi ông nói rồi điện cho. Ờ, 80-90 nha. Làm sao? Mai bùng con này, mai bùng. Dậu chứ. Vậy là con 70-56 á. Ờ, ông mua chiếc 70-56 rồi. Con nó bự không kéo móc. Ông bán 5615 nữa. 5615 đang chưa bán mà chưa bán được. Đợi chưa vô cắt. Tắt chẳng à. Ừ. Em mới biết vậy trời. Nhìn cái máy đó, nhìn em nhìn má đâu quen chứ biết mấy đầu vàng này đầu Isuzu cơ giới nè. Mà cái số bê tông này đâu có nó nhiều màu đó, nó màu vàng màu nó hai màu. Dạ, màu đen với màu vàng. Mà đâu có lộn màu đâu màu vàng. Tại sao mà chứ đen gì. Đen rồi phải không? Ừ. Lót quá đen. Xe cũng tài đúng không? Ờ, xe tài. Có mua giờ không nữa? Thì chiếc 70-56 đó. Ờ, mua rồi.